Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm dầu cá rất là đơn giản là tại nhà nhé, bằng cái phần mỡ cá. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái dầu cá hay là mỡ cá nhé, làm sao cho cái mình có cái phần mỡ cá hay là cái dầu cá này nó rất là thơm mà nó không hề bị tanh nhé, và dùng để cho quấy bột cho các bé này hoặc là những người bị tiểu đường. Chúng ta ăn dầu cá nó sẽ tốt hơn nhiều là ăn dầu hay là mỡ lợn. Bây giờ mình sẽ đi chiên nhé, và dùng thêm ít tỏi và ít hành tím như này thì nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Các bạn có thể thái làm đôi hoặc cứ để cả củ như này thì nó sẽ không bị cháy khi chúng ta chiên ấy. Cá này thì là phần cá mà mình đã làm sạch sạch rồi, mình chỉ lấy cái phần mỡ trong cái phần bụng con cá đi thôi và bỏ hết những cái phần ruột và gan hết thứ đi. Các bạn cho cái phần mỡ cá này vào cái chảo trước nhé để cho nó nóng già lên, sau đó mình mới cho phần tỏi và phần hành tím vào. Mỡ cá nó ra rất là nhanh nhé, nên các bạn cho mình luôn cái phần tỏi và phần hành tím vào. Các bạn cho lửa vừa thôi. Để đun đến khi mà cái phần mỡ cá này nó ra hết. Cho lửa vừa nhé, cho cái tỏi và hành tím này vào thì nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Thêm một chút nữa là xem vàng lên như là được. Sau đó mình sẽ hút hết cái phần tóp mỡ cá này ra, và cá nó không hề còn mùi hôi đâu, mùi tanh đâu, thì cái phần hành thơm này, phần tỏi nó đang thơm vào cá. Sau mình sẽ lọc ra này lấy cái phần mỡ vàng thơm ngon. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé, mình sẽ tắt bếp nhé và mình sẽ đổ cái này ra nhé. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần mỡ này ra nhé, cho ra cái dây nọc của các bạn. Cái phần tóp này mình bỏ đi này, phần tỏi, phần hành cũng bỏ đi luôn này. Mình sẽ có được phần mỡ cá hay là dầu cá rất là ngon này, và tốt cho sức khỏe. Quan trọng là nó không còn mùi tanh nữa. Đây các bạn, và mình đã chia sẻ xong cách làm dầu cá rất là đơn giản ở nhà ấy. Các bạn dùng cái này để quấy bột cho con này, và dành cho những người bị tiểu đường thì ăn cái dầu cá này cũng tốt này, và những người mà cần để ăn để cung cấp nhiều vitamin để cho sáng mắt nữa nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.